hàng là thành công của chúng tôi. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì mình đang dự khai trương của một trung tâm chăm sóc xe tại thành phố Quảng Ngãi do công ty Uni Việt set up và lắp đặt thiết bị. Tại đây, trung tâm chăm sóc xe hơi Cương Lý. Tổng diện tích mặt bằng của trung tâm lên đến gần 500 m². Về công ty Uni Việt đã hỗ trợ từ những bước đầu tiên về việc set up và thiết kế mô hình của trung tâm. Trung tâm ở đây là làm những dịch vụ về chăm sóc xe, từ rửa xe đến dọn nội thất, rửa khoang máy, đánh bóng phủ ceramic, sơn phủ gầm và việc lắp đặt đồ chơi, phụ kiện xe, bọc ghế da, thay bình ắc quy. Và vào bên trong này là toàn bộ phần bố trí các khoang dịch vụ của trung tâm. Ở phía bên ngoài cùng này là khu vực rửa xe với 2 cầu nâng 1 trụ dạng âm nền cánh bướm và 2 chiếc máy rửa xe hiệu Mazoni của Ý, và phía bên trên là 2 chiếc tay quay để phục vụ cho việc rửa xe với hệ thống bình cấp bọt. Và bên trong này là khu vực làm dịch vụ lau khô, vệ sinh xe. Ở bên trong này là khu vực vệ sinh nội thất, lau khô, hút bụi. Đấy. Và có thể là bọc ghế da, lắp đặt đồ chơi ở bên trong này. Hôm nay là ngày khai trương nhé, hiện tại là đã 6 giờ kém rồi. Và lượng xe của trung tâm còn lại trong xưởng vẫn rất là nhiều. Tiến tiếp vào bên trong này xe ở đây đang có cả những xe làm rửa xe, rửa vệ sinh khoang máy, vệ sinh nội thất, lắp đặt màn hình và cam 360, bọc ghế da. Đấy. Tiến vào khu vực bên trong này, khu vực bên trong này là khu vực cầu nâng 2 trụ. Đấy, để thay dầu, thay nhớt, bảo dưỡng và máy nén khí. Còn đây là phòng trưng bày sản phẩm, toàn bộ là các phụ kiện, đồ chơi xe. Và phòng cũng là phòng tiếp khách của trung tâm luôn. Tổng diện tích mặt bằng của trung tâm là đến gần 500 m, và làm gần như là đã full dịch vụ về chăm sóc xe. Thì toàn bộ về phần thiết bị, dụng cụ và hóa chất chăm sóc xe do công ty Uni Việt cung cấp cho trung tâm tại đây. Và hôm nay thì là ngày khai trương. Lượng xe của trung tâm trong ngày khai trương hôm nay thì là cũng là khá là nhiều, anh em hoạt động từ 7 giờ sáng cho đến bây giờ. Nếu như anh em muốn tìm một địa chỉ chăm sóc xe uy tín tại thành phố Quảng Ngãi thì có thể đến trung tâm Cương Lý Auto. Và còn nếu như ai đang muốn set up một trung tâm với quy mô hiện đại và được đầu tư bài bản từ thiết bị cho đến quy trình và cách vận hành trung tâm, thì có thể liên hệ trực tiếp với công ty Uni Việt qua số hotline ở trên clip để nhận được sự tư vấn tận tình nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo.